Kỷ niệm một năm ngày cưới, Nam Cường hạnh phúc khoe ảnh con trai. Quý tử nhà Nam Cường nhận được nhiều lời khen ngợi với vẻ ngoài kháu khỉnh và nụ cười vô cùng đáng yêu. Mới đây, trên trang cá nhân, Nam Cường vừa đăng tải dòng trạng thái ngọt ngào, kèm hình ảnh anh cùng bà xã và cậu con trai nhỏ tươi cười rạng rỡ bên nhau. Nhưng kỷ niệm một năm ngày cưới của vợ chồng anh, Nam Cường hạnh phúc viết: kỷ niệm một năm ngày cưới, món quà lớn nhất là cục vàng này đây, kết quả của tình yêu và niềm hạnh phúc vô bờ. Cảm ơn em vợ yêu, bà yêu cả nhà mình. Dòng trạng thái ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc của Nam Cường chia sẻ mới đây đã làm nức lòng không ít cư dân mạng. Ngay khi vừa chia sẻ, bức ảnh này đã thu hút nhiều sự quan tâm từ các đồng nghiệp và người hâm mộ, bởi đây là lần đầu tiên Nam Cường công khai chân dung bé Rio. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã không để lộ rõ nét khuôn mặt quý tử, vì Nam Cường muốn giữ sự bình yên cho con trai nói riêng và gia đình nhỏ nói chung. Vì không muốn để lộ quá rõ chân dung con trai, nên Nam Cường đã ngụy trang cho bé Rio bằng những biểu tượng vô cùng đáng yêu. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn có thể dễ dàng nhận ra nhiều nét bụ bẫm trên khuôn mặt quý tử nhà Nam Cường. Bé Rio được khen ngợi, sở hữu đôi mắt và chiếc mũi giống ba. Trước đó, vào ngày 16 tháng 1, 2017, bà xã Nam Cường đã vượt cạn thành công và hạ sinh cậu con trai đầu lòng. Em bé chào đời bằng phương pháp sinh thường, nặng 3kg và được Nam Cường đặt tên thân mật là Rio. Từ khi lên chức bố, Nam Cường cho biết anh thực sự có nhiều bỡ ngỡ trong việc chăm sóc con. Cả gia đình anh như có những bài học vỡ lòng đầu tiên khi anh bắt đầu có con trai. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Nam Cường đã thành thạo hơn trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Anh thường xuyên chơi với con để tạo sự gần gũi với bé. Không còn bỡ ngỡ trong việc ẵm con, Nam Cường giờ đây khá tự tin trong vai trò làm bố. Khi nói về những khó khăn cùng niềm hạnh phúc chăm con, nam ca sĩ không ngần ngại chia sẻ. Từ thực tế mà rút ra kinh nghiệm mỗi ngày, rồi học hỏi từ bạn bè hay những người thân xung quanh, nếu bí quá thì lên mạng tìm, dần dần cũng thành thạo hơn về việc chăm sóc cho em bé. Giọng ca Bay Giữa Ngân Hà cũng không giấu được niềm hạnh phúc trọn vẹn với gia đình nhỏ của mình. Nhìn con lớn lên thay đổi mỗi ngày, đối với Cường bây giờ đó là hạnh phúc. Thậm chí mình có thể chịu thiệt thôi hay thiếu thốn cũng không là vấn đề, mà tất cả tình yêu hai vợ chồng luôn dành hết cho con. Bằng chứng là Nam Cường luôn dành nhiều thời gian chăm sóc và bên cạnh vợ con. Bên cạnh đó, anh còn tự mình đi mua sữa tạ giấy cho cậu quý tử. Nam ca sĩ tỏ ra thích thú khi được gọi là ông bố bỉm sữa. Trước tấm lòng hiếu thảo Mỹ Tâm dành cho mẹ. Mỹ Tâm vừa lọt vào danh sách 50 người phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn. Mỹ Tâm quả thực rất xứng đáng có tên trong danh sách này. Mỹ Tâm không chỉ là một ngôi sao lớn với tần suất dày đặc trên truyền thông mà còn có những ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng. Mỹ Tâm làm từ thiện và luôn giữ một lối sống sạch, nổi tiếng giàu có nhưng lại không kênh kiệu, khoe khoang, sống rất đúng mực. Phẩm cách hơn người đó của Mỹ Tâm không phải ngày 1, ngày 2 là có được. Chị từng chia sẻ rằng chị rất may mắn khi được mẹ bảo ban dạy dỗ. Mẹ chị là một người phụ nữ tuyệt vời. Đọc những dòng chia sẻ của Mỹ Tâm về mẹ, nhiều người cảm thấy xúc động vô cùng, cảm động về tấm lòng của một người mẹ và tấm lòng của một người làm con như Mỹ Tâm dành cho mẹ của mình. Những ai yêu mến Mỹ Tâm và thường xuyên dõi theo chị sẽ nhớ hình ảnh cha mẹ chị luôn sát cánh trong những hoạt động của chị. Mỹ Tâm từng bảo rằng chị học được ở mẹ cái tính chịu thương, chịu khó và sự chân thành khi đối xử với mọi người. Chị có được thành công như ngày hôm nay, người chị chịu ơn lớn nhất đó chính là mẹ. Cả mẹ chị và chị đều là những người sống nội tâm, nên nhiều lúc chị muốn thể hiện tình cảm dành cho mẹ mà khó ghê lắm. Tâm ít khi biểu lộ cảm xúc bằng lời nói, chỉ hay ôm chặt và hôn mẹ một cái vậy thôi. Mẹ cũng ít nói, chỉ khi nào Tâm ăn ít mẹ mới nói nhiều. Mẹ thường nói với anh em Tâm, khi thành đạt thì càng phải khiêm nhường và càng phải giữ lời nói gia phong. Mỹ Tâm luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy bảo của mẹ. Mẹ tuy không phải là người định hướng nghề nghiệp cho chị như là cha, nhưng mẹ luôn ủng hộ chị, dõi theo từng bước đi của chị. Mỗi lần nghe Mỹ Tâm nói về mẹ, người ta luôn thấy giọng chị đông đầy yêu thương và tự hào. Chị khoe rằng mẹ chị còn sở hữu một vẻ đẹp rất dịu dàng, là hoa khôi nức tiếng trong vùng. Đến khi lấy chồng sinh con, mẹ là người từng tạo và chịu khó lại nấu ăn rất ngon. Tâm luôn kính trọng và hướng về mẹ dù ở bất cứ phương nào. Để thể hiện sự biết ơn và lòng hiếu thảo đối với mẹ, nên trong một lần sinh nhật, Mỹ Tâm đã mượn những dòng tâm tình để gửi đến mẹ tấm lòng của mình. Mẹ thương yêu, con xin được mừng mẹ thêm tuổi nữa. Mẹ đã chịu cực vì gia đình nhiều rồi. Con xin cảm ơn mẹ về những điều mẹ đã làm.
Con mong mẹ luôn mạnh khỏe, chân và lưng hết đau. Con xin lỗi vì không thể đau thay cho mẹ. Nụ cười của mẹ là cả cuộc đời hạnh phúc của con, nên mẹ hãy cứ cười hoài để con được hạnh phúc nha mẹ. Đến tuổi này mà con vẫn xin mẹ điều này là vì con. Chắc cả đời con chỉ biết xin mẹ thôi chứ chưa trả lại được gì cho mẹ. Con xin lỗi và cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ. Út cưng của mẹ tái bút. Đôi dép của mẹ đẹp hơn của con, chắc do người mang đẹp mẹ nhỉ. Không chỉ nói bằng lời, chị còn thể hiện bằng tấm lòng hiếu thảo yêu thương của mình dành cho mẹ. Bình thường bận rộn với công việc là vậy, ít nhất dù với giá nào chị cũng từ chối nhận show để về với mẹ. Như một cô gái nhỏ lúc nào cũng cuốn quýt bên mẹ, chỉ cần mẹ nở nụ cười là chị cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tuấn Hân xứng danh của hiếm trong showbiz Việt, dám bỏ ra số tiền lớn mua xế hộp tặng anh em bạn hữu, không màng nguy hiểm để cứu người, showbiz Việt mấy người làm được như Tuấn Hân. Ca sĩ Tuấn Hân lại khiến cho khán giả một lần nữa phải trầm trồ vì sự hào nhoáng thoáng tính của mình. Ngày 13 tháng 3, nam ca sĩ đăng tải trên trang Facebook cá nhân hình ảnh mình mua tặng chị hai một chiếc ô tô làm quà sinh nhật để chị hai anh đi lại đỡ vất vả hơn. Đi cùng bức ảnh là dòng trạng thái của nam ca sĩ bày tỏ sự yêu thương và lòng biết ơn đối với chị hai mình. Cuối cùng thì món quà sinh nhật em muốn tặng hai cũng đã về tới. Suy nghĩ bao lâu cuối cùng đã chọn được thứ ý nghĩa và thiết thực trong thời điểm này đối với hai. Mong là hai sẽ thích nó. Cảm ơn hai đã thay bố mẹ yêu thương dạy dỗ em bao nhiêu năm qua. Bên trang cá nhân của chị hai, Đặng Thị Huyền Thanh cùng lúc cũng đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự vui mừng của người nhận được quà. Quà đầy tháng được em trai gửi gắm và đóng gói chu đáo từ Biên Hòa nè. Bỗng dưng sinh nhật cũng có ý nghĩa hơn, nhất là những người hay quên sinh nhật như mình. Cảm ơn Trố vì sợ chị hai lẩm cẩm mà quên hưởng thụ. Món quà này sẽ rất có ích lắm đấy, vì nó còn là liệu pháp chống sợ hãi cho một số nhân vật đình đám trong làng giải trí. Qua dòng chia sẻ của chị hai Huyền, có thể thấy Tuấn Hân không chỉ là một người hào nhoáng, mà còn là một người rất chu đáo, cẩn thận và giàu tình cảm với những người xung quanh, luôn muốn dành nhiều điều tốt đẹp nhất cho người thân yêu của mình. Đây không phải là lần đầu tiên giọng ca nắm lấy tay anh, tặng một món quà lớn như vậy cho anh em bạn hữu. Vào đầu năm 2016, anh cũng từng bỏ ra số tiền 700 triệu đồng để mua xe ô tô dành tặng cho nhạc sĩ Tú Dưa, một người bạn thân thiết của anh. Nam ca sĩ cho biết, vì thấy bạn thân luôn đi về quê vất vả, anh đã quyết định tặng một chiếc xe hơi để bạn di chuyển tiện lợi hơn. Nhận được món quà lớn từ người anh em thân thiết, Tú Dưa không kìm được sự xúc động, anh bật khóc và ôm chầm lấy Tuấn Hân. Đôi khi anh em trong gia đình có thể không giúp được nhau, nên như bạn như Tuấn Hân dành tặng ô tô cho mình, tôi rất hạnh phúc. Tú Dưa là cựu thành viên của nhóm Quả Dưa Hấu cùng với Tuấn Hân. Anh là một trong những người bạn, người anh em thân thiết, đồng thời cũng là cánh tay phải đắc lực, trợ giúp Tuấn Hân rất nhiều trong sự nghiệp. Trong đó, ca khúc Nắm Lấy Tay Anh do nam nhạc sĩ viết tặng đã trở thành một trong những bản hit đình đám trong sự nghiệp của Tuấn Hân. Harry Won lần đầu với anh Thành thật khó diễn tả. Đây là lần đầu tiên Trấn Thành và Harry Won hợp tác với nhau trong một dự án âm nhạc được đầu tư chỉnh chu với những cảnh quay đẹp được quay ở Hội An và Đà Nẵng. Kể từ khi quen nhau cho đến khi cưới, Harry Won và Trấn Thành chưa từng có bất kỳ một sản phẩm nào cùng nhau cho đến tận 0 giờ 0 phút ngày 8 tháng 3 vừa qua. Sản phẩm đầu tay có tựa đề Từ Giây Phút Đầu, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa, với sự góp giọng của cả hai vợ chồng mới được chính thức giới thiệu đến khán giả. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng được đông đảo fan hâm mộ hưởng ứng nhiệt tình. Bản audio của ca khúc được phát hành đầu tiên trên mạng xã hội âm nhạc Kang.vn, nhanh chóng cán mốc triệu view chỉ sau 24 giờ và đến hiện tại đã gần đạt mức 3 triệu lượt nghe. Bên cạnh đó, chỉ sau 4 ngày ra mắt, MV Từ Giây Phút Đầu cũng đã đạt được 1,6 triệu lượt xem, hơn 30.000 lượt like cùng với rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Nói về Từ Giây Phút Đầu, Harry Won chia sẻ, lúc đầu cũng không nghĩ tới chuyện hai đứa hát chung một bài và làm MV đâu, vì lúc đó hai đứa bận quá trời không làm gì được, chuẩn bị đám cưới nữa nên tâm lý mình rất căng thẳng và phức tạp. Nhưng rồi một hôm anh Thành có nói, em ơi, chàng ca sĩ đẹp trai nhất trái đất này, Châu Đăng Khoa tặng cho mình bài hát song ca kìa, mình hát lúc mở màn đám cưới nhé. Nhưng có một vấn đề là do mình lúc đó không có thời gian tập hát.
có người nói thu âm thôi rồi hát nhép lại đi có sao đâu. Nhưng Harry không chịu, vì Harry không thích hát nhép. Theo quan điểm của Harry, buổi đám cưới hay là gì cũng nên chân thật, và rốt cuộc quyết định không hát. Tuy giải thích cho Khoa rồi mà em trai cũng buồn, và thực sự em đẹp trai ấy rất đắt xô mà ráng làm bài hát cho hai anh chị yêu quý. Một bài bạn ấy bán cũng đâu có rẻ, vậy mà tự sáng tác tặng cho mình, không yêu cầu một cái gì để PR cho bạn ấy. Chỉ là hai người em ấy yêu quý lấy nhau nên muốn tặng thứ gì đó có giá trị. Yêu tấm lòng đó nên hai vợ chồng hứa sẽ hát bài đó, và thấy bài hát cũng quá hay. Thêm nữa là hai fan club của hai vợ chồng ai cũng mong có sản phẩm chung nên ok cùng nhau thu âm, cùng nhau làm MV. Đó là câu chuyện bài hát này sinh ra đời, lý do hai đứa làm MV đấy.